Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn hôm nay mình và bà xã đi chợ đấy các bạn. Đi đến một cái khu vực mà khu thương mại của Việt Nam đấy. Cái khu này nó nhỏ các bạn, nó không được lớn lắm. Nhưng mà ở nơi đây nó thật sự rất là đặc biệt, bởi vì nó có một cái chợ bán đồ chay đó, rất là ngon. Mỗi một tháng đó, gia đình mình ăn chay khoảng hơn 10 ngày đó các bạn. Do đó mà đến đây mua thức ăn chay thì nó cũng tiện lắm. Và sẵn tiện mình làm cái clip này để giới thiệu đến các bạn cùng bà con cô bác mình xem luôn nha. Và trước hết xin giới thiệu một đoạn giao thông ở Mỹ để các bạn xem nha các bạn. Và mình trước hết mình muốn nói lời cầu chúc đến tất cả các bạn cùng bà con cô bác mình có những ngày tháng thật sự an lành và hạnh phúc nha. Và hy vọng cái nội dung video này nó mang đến cái sự thoải mái khi xem đó nha các bạn. Và mình đã đến nơi nè các bạn, đây nè các bạn xem nè. Đấy, cái khu này là khu của Việt Nam đấy các bạn đó. Thấy nó nho nhỏ vậy chứ thật ra là bán rất là nhiều thứ mà người Việt Nam mình thích. Nói chung là các món ăn của Việt Nam mình đó. Và có chợ hải sản ở đây nữa các bạn. Và cái khu mấy bên đây á thì của người Mỹ, chỗ cái cờ Mỹ á, khu đó là bán mặt tên đồ đấy. Còn khu bên đây là cũng của người Việt nữa nè, người Việt ở đây thì nhiều hơn, chỉ có cái mặt tên đồ của người Mỹ thôi đấy các bạn xem nè. Đấy, đây có cái chợ của người Khmer đó các bạn, người Khmer ở Việt Nam sang á thì cũng coi như là người Việt Nam luôn nè đó. Và hôm nay mình với bà xã đi đến cái chợ này nè các bạn, các bạn xem nè, đó bà xã đang đi vào đó. Cái chợ này thì chuyên bán đồ chay các bạn, tên là Đông Phương Tofu đó. Đấy, đây nè các bạn xem nè, bên trong rất là nhiều món ăn chay mà ngon lắm các bạn, làm đúng hương vị của Việt Nam mình luôn á. Nhưng mà rất là nhiều món ăn làm sẵn vậy đó, cứ hết là bên trong cũng đem ra liên tục vậy đó. Mình đến mình nhìn, mình thấy cái nào mình thích thì mình order tùy theo cái hộp lớn hộp nhỏ. Xem rất là nhiều món ăn tiện lắm. Những ngày ăn chay đến đây mình mua về mình ăn không cần phải làm gì, thời gian nó eo hẹp á. Nó mà cũng gần, gia đình mình đi đến đây cũng gần lắm, tích tắc là tới, nó rất là tiện các bạn. Nói mà nhiều lắm, và nhân viên phục vụ ở đây thì cũng rất là dễ thương, bởi vì đa số người ăn chay đó. Và ở đây thì người ăn chay cũng nhiều lắm các bạn, không phải người Việt mình không đâu, còn người Mỹ, nhiều người ta cũng ăn chay nhiều lắm. Thế ở đây là khu vực này là của thành phố San Jose đó các bạn, thuộc miền Bắc California. Nếu các bạn xem này, ngoài thức ăn ra còn có chao tương các thứ, rồi nước ngọt, sữa đậu nành, nó để lạnh đó, mình thích cái nào thì mình mua cái đó. Rất là nhiều thứ đó. Ngoài thức ăn chay ra còn đồ ăn vặt nữa. Và những cái món này nữa là các bạn, đó cái món quảng cáo trên đó, chẳng hạn như là phở, người mì xào, hủ tiếu gì, nhiều thứ lắm, đồ ăn chay không, bánh cuốn, rất là nhiều món. Mình y như một cái nhà hàng luôn các bạn. Ví dụ mình muốn ăn đó, mình order thì mình ngồi đó mình ăn hoặc mình mang về cũng được. Đấy, và bà xã mua đồ xong rồi đó, các bạn đang thanh toán. Xem nó có rất là nhiều thứ, bánh gì đó, bánh giò, rồi chè, nhiều thứ, bánh bò, bánh tiêu trong cái chợ này đó, rất là nhiều món ăn rất là được các bạn. Nếu mà các bạn xem nè, đấy có mấy người cái dân tộc khác, dân tộc Mễ, người Mễ đó, họ vào đây họ cũng order thức ăn ăn chay chứ không ngồi ăn. Và các bạn ơi, mình muốn nói lời tạm biệt ở nơi đây nha. Xin kính chúc tất cả các bạn cùng bà con cô bác mình luôn có những ngày tháng thật sự an lành và hạnh phúc nha các bạn. Mình thật sự rất là cảm kích và biết ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua rất là nhiều. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở nhiều video sau nha các bạn. Thank you.